Thanh kiếm này ra đây là để đi tìm xem ở đâu có quái vật là tớ sẽ săn bọn chúng các bạn ạ. Bây giờ tớ sẽ đi tìm xem quanh đây có quái vật nào không, tớ sẽ tiêu diệt bọn chúng. Ôi các bạn ơi, nhìn kia, ở đằng xa kia tự nhiên có một cái vòng tròn không gian các bạn ạ. Không biết là vì sao tự nhiên lại xuất hiện cái vòng không gian đấy nhỉ. Tớ phải ngồi đây theo dõi xem cái vòng đấy nó định làm gì mới được. Ui các bạn ơi, ở trong cái vòng không gian đấy xuất hiện nhiều con ma quá. Bây giờ mình phải đi theo xem bọn chúng định làm gì mới được. Các bạn cũng muốn đi theo cùng với tớ không? Nếu muốn đi cùng tớ thì đi thôi nào. Thank you.
Hai bạn cũng đi đuổi con ma đấy à? Tớ nhìn thấy con ma ở đằng kia, nó chui ra từ trong một cái vòng tròn không gian các bạn ạ. Tớ định đuổi theo nó nhưng mà không ngờ lại đâm vào hai bạn. Bạn Trung không biết thì thôi, con ma đấy xấu xa lắm, nó vừa chui vào áo bạn Phương Anh xong. Ừ, tớ rú mãi nó mới ra đấy bạn Trung ạ. À. Không biết là cái vòng thời gian nó xuất hiện ở đây để làm gì mà lại thả mấy con ma đấy ra, không biết là có ý đồ xấu xa gì không. Bây giờ các bạn hãy đi cùng tớ ra cái chỗ vòng tròn không gian đấy xem là nó định làm gì. Ừ, được đấy, chúng ta đi thôi. Đi thôi bạn Trung ơi. Ui, các bạn ơi, nhìn kia. Ui, nhìn kia cái vòng tròn, sao nó lại biến thành cái gì kia? Ui, ui, nó biến thành khủng long kìa. Các bạn ơi, ui, bạn Huyền ơi, bây giờ chúng mình phải làm thế nào để tiêu diệt được đám khủng long đấy bây giờ? Thì ra là cái vòng tròn thời gian này nó đưa khủng long từ nơi khác để trái đất. Ôi, thế thì nguy hiểm quá hai bạn ạ. Chúng ta không thể để khủng long lộng hành ở trái đất này được. Mau nghĩ cách gì đi hai bạn ơi. Cơ hội của tớ đến rồi. Cuối cùng thì đã có ngày tớ tìm được khủng long để tiêu diệt bọn chúng. Bây giờ hai bạn ở đây, tớ sẽ mang thanh kiếm này ra đấy tiêu diệt bọn khủng long đấy các bạn ạ. Ôi, thế thì hay quá. Bạn Trung ơi, chúng ta dùng thanh kiếm này ra tiêu diệt khủng long mày đi. Được rồi, hai bạn cứ ở đây để tớ ra tiêu diệt bọn chúng. Khủng long kia hãy đợi ta đấy. Kìa. Ôi. À, khủng long kia. Chúng mày dám ở đây bắt các loài động vật à? Để xem ta xử lý các ngươi như thế nào đây. Đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi. Ơi, bắt chúng rồi. Ôi, hai bạn ơi, tớ vừa tiêu diệt hết đám khủng long ấy rồi đấy. Ôi, bắt chúng rồi quá. Đúng rồi đấy, cuối cùng đống khủng long đấy đã được bạn Trung tiêu diệt hết rồi. Ồ, đúng rồi, bạn Trung lợi hại thật. Ui, đơn giản thôi, những cái chuyện tiêu diệt khủng long này đối với tớ quá là bình thường luôn. Có tiếng gì nhỉ các bạn ơi? Ôi, ôi, các bạn ơi, nhìn kìa. Sao lại xuất hiện mấy con ma kia, nó quay trở lại rồi. Sợ quá mọi người ơi, phải làm thế nào bây giờ? Ôi, các bạn ơi, sao lại đúng rồi. Rồi. Được rồi, để tớ. Chúng mình đuổi theo thôi. Đi. Hai bạn ơi, bây giờ hai bạn dẫn nó về đằng này để tớ sẽ tiêu diệt bọn nó. Được. Thế thì bạn Trung hãy chạy đằng kia đi để bọn tớ ra đấy. Bọn tớ dụ nó chưa? Ừ, thế để tớ chạy đằng này nhá. Hai bạn chạy đằng kia, dụ nó lại đây. Được, được không? Rồi, đi thôi. Ừ. Đi kia. Ôi, con ma kìa. Ê, bọn tớ dụ nó đi. Leo, bọn tao ở đây này. Ma kia,
Hãy xem thanh kiếm của ta đây. Ha ha. Ôi, Trung Anh ơi, bọn chúng đang đánh nhau với mấy con ma đấy kìa. Ôi. Ui, bọn chúng bị tan hết rồi. Ha ha. Ôi ôi. Ôi ôi, bọn chúng mạnh quá, chạy thôi. Ôi, chết rồi, không được rồi, con ma đấy nó biến thành một con ma siêu to khổng lồ rồi. Bạn chúng ơi, chạy lại đằng này, chạy lại đây. Ôi ôi, hai bạn ơi, cứu cứu ơi. Ôi ôi, con ma này nó biến thành con ma to, nó mạnh lắm các bạn ạ, nó không làm gì được nó cả. Chứ để bọn chúng lộng hành như thế này nó không được đâu. Đúng rồi đấy, chúng ta phải quyết tâm dạy cho chúng một bài học. Vậy hai bạn nghĩ cách đi, xem làm như thế nào để tiêu diệt con ma đấy. Chứ để nó mà to như thế này á, nó ăn hết các con vật đấy các bạn ạ. Ôi, đêm đến sẽ đến nó dọa các bạn nhỏ đấy, đáng sợ lắm. Đúng rồi, phải nghĩ cách gì đi. Ôi các bạn ơi, nhìn đằng kia kìa. Nhanh dẫn Godzilla ra, tiêu diệt con ma này đi. Không cứ để như thế này là không ổn đâu bạn Huyền ạ. Được. Bạn Huyền ơi, đi cẩn thận nha. Con ma xấu xí bẩn thỉu kia, nếu dám ở đây chơi các bạn nhỏ và các loài động vật à, hãy xem tay ma ai đỡ cho chị đi. Godzilla lên. Bạn Huyền ơi, Godzilla của bạn Huyền đã tiêu diệt được con ma đấy rồi. Ừ, Godzilla lợi hại nhở. Chúng ta thật may mắn khi gặp được Godzilla đấy hai bạn ạ. Nhưng mà vẫn còn lỗ hổng thời gian kia kìa. Ha ha ha, ta sẽ trở lại, các người sẽ vứt tay ta.